ra thì Nhiên cũng mới xuất viện về thôi, lẽ ra cũng nên tĩnh dưỡng để cho cái đầu óc của mình nó được thoải mái tí xíu. Nhưng mà đọc những cái tin tức, những cái sự xuyên tạc của những kẻ lợi dụng cơ hội để chống đối đất nước Việt Nam mình á, thì cái tinh thần dân tộc của mình không có thể nào mà mình ngồi yên được các anh chị. Bên Nhiên bây giờ cũng là 1 giờ đêm, 1 giờ đêm rồi. Thật ra Nhiên cũng trăn trở nguyên một buổi chiều, một buổi tối, mình có nên livestream để nói những cái vấn đề về xã hội Mỹ, về xã hội Việt Nam hay không. Nhưng mà mình không thể nào mà mình bàng quan, mình ngồi mình nhìn những kẻ đang ngày đêm chống phá đất nước mình, xuyên tạc đất nước mình. Thật sự cho dù là sức khỏe của mình nó có nghiêm trọng cỡ nào thì mình cũng không thể nào mà mình ngồi yên được. Tại vì những cái lời xuyên tạc của những kẻ đó mà bản thân của họ đang nói tiếng Việt, đang nói tiếng Việt các anh chị. Có một số người đang sống tại Việt Nam nhưng lại nghe theo những cái lời ma mị của những kẻ bên này, giống như cái thằng Trương Quốc Huy. Các anh chị thấy một cái số lượng người tham gia coi cái livestream của nó hiện tại bây giờ ở Việt Nam mình rất là nhiều. Và nhiên đọc những cái lời comment, nhiên thấy các anh chị cô chú sống tại Việt Nam đang được đảng và nhà nước ta cũng giống như Bộ Y tế và toàn dân chung tay để mà đẩy lùi dịch Covid rất là hữu hiệu. Nhưng mà họ vì một cái gọi là một cái sự tham lam cá nhân của họ, tham sống sợ chết, rồi có đủ thứ nhưng mà không thích lao động, không thích dùng chất xám của mình, không thích dùng sức lao động của mình. Vì vậy cái tư tưởng của họ tiêu cực quá nhiều, đâm ra họ khi họ nghe những cái lời ma mị của những đứa phải gọi là không có học vấn, rồi đã từng phạm tội tại đất nước Việt Nam mình và bị tước quyền công dân. Vì sao bị tước quyền công dân các anh chị? Nếu như một con người sanh ra, lớn lên, tuân thủ theo pháp luật và làm việc để mà cho những cái tương lai tốt đẹp cho bản thân mình và gia đình mình, thì những người đó sẽ không bao giờ bị tước quyền công dân cả. Vì sao mà họ bị tước quyền công dân? Là tại vì họ có những cái hành động nguy hại tới an nguy của đất nước, nguy hại tới những cái lợi ích của đồng bào, của nhân dân. Cho nên là và có sự tiếp tay của những người ở nước ngoài, cho nên những kẻ đó là những kẻ tội đồ của dân tộc. Vì vậy chính quyền Việt Nam mình đồng ý cho họ được rời khỏi nước, và trong cái khoảng thời gian mà họ bị trọng tội, bị kết án, thì chính quyền Việt Nam mình cũng đã cho họ có những cái khoảng thời gian khoan hồng để họ suy ngẫm lại những cái việc làm của họ. Nhưng mà họ không có một chút gì gọi là ăn năn cả, không có một chút gì gọi là hổ thẹn và hối hận. Vì vậy cho nên là thuận theo yêu cầu và nguyện vọng của họ, cho họ được đi đến cái miền đất hứa mà họ mong tưởng. Để làm gì? Để cho họ cảm nhận những cái điều ước mơ của họ có đúng như vậy hay không. Thì các anh chị nhìn vào Cù Huy Hà Vũ, trong những ngày qua hắn ta đã có những cái biểu cảm gì? Tại vì hắn ta được qua bên Mỹ và hắn ta đã cảm nhận tất cả những cái điều mà xưa kia hắn ta ở Việt Nam suy nghĩ sai về đất nước như thế nào. Bây giờ qua bên này, những gì mà gọi là nhân quyền của những kẻ chống đối, chống phá đất nước mình đem đến cho những người dân chủ cội đó có đúng giống như là cái bánh vẽ đó hay không? Và khi họ qua bên này, họ chứng kiến, họ trực tiếp chứng kiến những cái bối cảnh diễn ra tại đất nước Mỹ, thì họ mới biết được là họ bị lừa. Và đến ngày hôm nay, cái ước mơ nhỏ nhoi của họ là được về lại quê hương đất nước. Nhưng mà mũi nào về nữa các anh chị?
những kẻ giống như Cù Huy Hòa Vũ, rồi con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, rồi những nhà đấu tranh dân chủ cội trước kia rồi đi qua bên Mỹ, giống như bà Kim Thành bây giờ cũng đã tắt tiếng hết rồi. Các anh chị thấy tương lai của những người đó khi sống tại đất nước Việt Nam mình họ như thế nào, và khi bây giờ họ qua bên Mỹ họ như thế nào? Tại vì sao ở Việt Nam mình luôn luôn tạo cho họ những cơ hội để cho họ tiến thân trong cái xã hội, và họ bước ra đường với những cái bằng cấp, với những cái vốn liếng ăn học bao nhiêu năm và kinh nghiệm trong cuộc đời, họ ra đường họ được tôn trọng biết bao nhiêu, thì khi họ qua bên Mỹ họ lại bị chà đạp biết bao nhiêu. Tại sao các bạn, các anh chị, các cô chú lại chọn cái con đường để cho người ta chà đạp mình, trong khi bản thân của mình sanh ra và lớn lên mình đã trải qua bao nhiêu ngày tháng cực khổ học hành ở ngôi trường thân yêu của mình, tại quê hương yêu dấu của mình. Đi đâu cũng không có bằng nơi mà chôn rau cắt rốn cả. Như bản thân của An Nhiên bây giờ, An Nhiên lại có cái cảm giác là mình muốn được ở Việt Nam với gia đình mình trong những cái ngày tháng khó khăn của đất nước như vậy, để làm sao để sống chết có nhau các anh chị ạ. Đúng không? Dịch bệnh hoành hành, chúng ta không biết được ngày mai cái căn bệnh hiểm nghèo của thế kỷ đó nó có đổ lên đầu của chúng ta hay không. Thì cái điều mà con người sanh ra và lớn lên họ mong mỏi đó là gia đình. Và gia đình của An Nhiên ở đâu? Ở quê hương Việt Nam. Ở quê hương Việt Nam các anh chị. Vì cái cuộc sống mưu sinh, mình đi ra nước ngoài, mình làm, mình lập nghiệp. Và cho đến ngày hôm nay cũng vậy nữa, kinh tế Việt Nam của mình cũng đang trong những bước khó khăn, nhưng mà Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế cùng toàn dân chấp nhận hy sinh kinh tế để giữ toàn tánh mạng cho người dân. Có đất nước nào làm được những cái điều đó không các anh chị? Ở Mỹ không được. Ở Mỹ không được cái điều đó. Bọn chống đối chỉ là nói theo cái sự giống như là nó mơ ước như vậy thôi. Chứ thực tế khi sống ở bên này nó đâu được những cái điều đó đâu. Những người bị nhiễm dịch Covid đâu có được vô trong bệnh viện, đâu có được mà ở trong cái phòng có máy thở giống như vậy. Khi nào mà họ cảm thấy nguy hại, gọi là sắp sửa hấp hối chết rồi, thì mới được đưa vô trong cái phòng cấp cứu đặc biệt của bệnh viện Mỹ. Nhưng mà đến lúc đó rồi thì hết cứu được rồi các anh chị. Còn ở Việt Nam mình thì sao? Khi phát hiện ra F1, F2, F3 tiếp xúc với lại cái người bị bệnh, thì những người đó cũng đã được tập trung lại để mà kiểm tra sức khỏe rồi điều trị. Đó nói lên cái điều gì các anh chị em? Nói lên Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày đứng lên để mà thống nhất đất nước, họ luôn luôn nghĩ tới dân, họ lấy dân làm đầu, không bỏ ai lại sau lưng cả. Các anh chị nhìn từng đoàn người nối tiếp nhau, họ đi về lại quê quán của họ, nơi họ sinh ra, thì cũng là trong đất nước Việt Nam mình thôi. Nhưng mà tại vì ở thành phố Hồ Chí Minh đang xảy ra dịch bệnh, cho nên là họ về lại quê của họ, thì chính quyền mình cũng tạo điều kiện cho họ, và người dân họ đi đến đâu họ dừng lại cũng đều được cái sự giúp đỡ cả. Còn ở bên Mỹ này, nội khi mà các anh chị á, đang đi trên đường các anh chị bị hư xe, các anh chị đứng vẫy tay một ngày trời cũng sẽ không có ai cứu giúp cả, trừ khi các anh chị gọi cảnh sát lại. Mà gọi cảnh sát nếu như mà các anh chị gọi mà hên xui thôi, đôi khi nó đến nhanh, cũng có khi nó đến chậm trễ. Nó đến, có những cái trường hợp cảnh sát đến chậm trễ quá, người ta cũng đã kiệt sức rồi.
Những ngày qua trong cái khoảng thời gian mà từ đầu tháng 7 đến giờ, dịch bệnh COVID ở nước Mỹ tăng nhanh, tăng gấp 10 lần. Tăng gấp 10 lần. Trong khi ở Việt Nam mình ở cái con số như vậy là mình đã hoảng sợ rồi đúng không các anh chị? Nhưng mà đối với nước Mỹ, cái con số ở Việt Nam bùng dịch không bằng 1 phần 100 của nước Mỹ nữa. Mỗi ngày nước Mỹ tăng cái số người bị bệnh lên tới cả 100.000 người. Chứ không phải 100 người, cả 100.000 người nha quý vị. Vậy mà cái tụi chống đối nó lúc nào nó cũng che lấp những cái sự thật. Nó lên, nó nói chuyện, nó xuyên tạc đất nước Việt Nam mình. Trong khi nó ra rả, nó nói với lại cái bọn dân chủ cùi, cái bọn mà suy nghĩ tiêu cực, là nó thương yêu nước thương dân. Nếu như một con người là có lòng tự tôn dân tộc, yêu nước thương dân sẽ không bao giờ mà nói những cái điều sai về đất nước, về quê hương cả. Một cái điểm tiêu cực nhỏ của đất nước thôi là nó cũng xé ra cho nó to. Đó là hành động chống phá, chứ không phải là hành động yêu nước thương dân các anh chị. Yêu nước thương dân là mình phải biến những điều tiêu cực thành tích cực. Những cái mà mình cảm thấy chưa phát huy hết trong đất nước của mình, mà mình biết được phương cách để phát huy thì mình cùng nhau xây dựng. Mình không thể để cho thế giới nhìn thấy những cái điều mà tiêu cực của đất nước như vậy. Cái đó mới là một con người có trọng trách với lại quê hương. Xứng đáng là người Việt Nam. Còn những kẻ mà cứ moi móc những cái điều tiêu cực nhỏ của đất nước, ở bên Mỹ thiếu gì tiêu cực. Tệ nạn xã hội, cái gì cũng có cả, và An Nhiên cũng đã đưa lên tất cả mọi thứ. An Nhiên đưa lên rồi tụi nó vào, tụi nó phản biện không lại, bắt đầu là tụi nó buông những cái thủ đoạn xấu xa bị ổi, nào là nguyền rủa An Nhiên, rồi nào là chửi. Thì những kẻ mà gọi là bất lực ngôn ngữ, nó chỉ biết làm những cái điều đó thôi, chứ nó đâu có làm được cái gì. Phản biện không lại, đương nhiên là không lại rồi. Tại vì sao? Tại vì những gì mình nói ra nó quá thực tế, và nó diễn ra thực trạng của xã hội Mỹ như thế nào. Còn đối với Việt Nam, tụi nó nhìn thấy, tụi nó biết đó, tụi nó biết, tụi nó thấy chứ, nhưng mà tụi nó vẫn muốn xuyên tạc. Để chi? Để kiếm những cái đồng tiền dơ bẩn. Đúng rồi, bạn Thu Trang nói rất là đúng. Những người tin tưởng những kẻ đó chỉ vì cái lòng tham của họ, họ không thể kiểm soát được cái lòng tham của họ. Họ không có kiểm soát được. Và bản thân của họ, thứ nhất là lòng tham, thứ hai là lười biếng lao động nữa. Lười biếng lao động, cho nên là họ mới có những cái suy nghĩ quá tiêu cực. An Nhiên không có thức khuya đâu, tại vì An Nhiên cũng đã ngủ rất là nhiều. Thời gian này thì Nhiên cũng không có làm việc, mình cũng đang dưỡng sức khỏe của mình á, nên cũng mới ngủ dậy thôi. Đó. Thật sự đọc những cái tin tức mà thấy những kẻ bên này xuyên tạc như các anh chị thấy không? À, vừa qua thì lùm xùm cái tin mà người Mỹ trắng chửi thẳng cái người mà nghị viên người Việt Nam tên là cái gì đổi gì đó, đổi gì quên rồi. Thì các anh chị thấy đó, người Mỹ trắng trong con mắt của họ, người da màu có phấn đấu cỡ nào đi nữa thì họ vẫn coi thường, và họ chỉ nghĩ người da màu là nô lệ của họ thôi. Cho dù bạn lớn lên tại Mỹ, bạn làm cố gắng mọi thứ, bạn đóng góp vào cho cái chính trị của Mỹ, hoặc là cho xã hội của Mỹ, cho bộ máy của Mỹ đi nữa, thì dưới mắt của người Mỹ trắng, những người da màu giống như chúng ta chỉ là những người nô lệ cho họ. Họ chưa bao giờ mà họ coi chúng ta bình đẳng giống như họ cả. Các anh chị thấy họ phát biểu như thế nào? Nhưng mà cái điều khốn nạn nhất á,
là bản thân của họ là những kẻ thua cuộc. Họ có quyền gì mà họ dùng những cái câu từ để mà chà đạp đất nước Việt Nam mình, đúng không các anh chị? Cái câu từ của cái người Mỹ trắng đó nói với lại người nghị viên người Việt, người gốc Việt, người Mỹ gốc Việt, nhưng lặp lại mà Nhiên cảm thấy rất là buồn. Mình buồn chứ, lòng tự tôn dân tộc của mình làm cho mình không chấp nhận được cái câu đó của người Mỹ trắng. Nhưng mà vì vì sao mà mình phải im lặng? Là tại vì chính bản thân của những người chống đối đã làm cho những người Mỹ trắng càng lúc càng ghét bỏ người Việt Nam mình. Tại vì sao? Tại vì những người chống đối đó luôn luôn nói đất nước Việt Nam mình với những điều tiêu cực mà họ xuyên tạc nhiều quá. Tại vì những người chống đối không có lòng tự tôn dân tộc, cho nên là người Mỹ họ khinh thường, họ khinh thường dân Việt Nam mình, là một con người, là một con dân của nước Việt Nam mình. Mình nghe những câu đó mình không chấp nhận được cái người Mỹ đó. Nhưng mà khi mà mình không chấp nhận người Mỹ đó bao nhiêu thì mình lại càng cảm thấy những kẻ chống đối tội lỗi của họ nhiều bấy nhiêu. Thật sự Nhiên không có muốn các anh chị em của chúng ta chia sẻ cái đoạn mà người Mỹ đó nói về người nghị viên đó, mặc dù người nghị viên người gốc Việt đó cũng là nằm trong những cái nhóm của những người chống đối đất nước Việt Nam mình. Nhưng mà Nhiên không muốn chia sẻ là tại sao. Là tại vì những cái câu đó nó làm cho mình, lòng tự tôn dân tộc của mình trỗi dậy. Mình không chấp nhận cái những cái câu đó, dùng cái câu đó đối với nước Việt Nam mình, đối với Đảng Việt Nam mình, Đảng Cộng sản của mình. Nhưng mà âu đó cũng là do lỗi của những kẻ chống đối ở bên này thôi, chống đối đất nước mình thôi. Một cái sự nhục nhã như vậy, và mình cũng nhục lây cho họ, chứ không phải là người Mỹ đó nói là phỉ báng họ. Đối với người Việt Nam, đối với là một con dân nước Việt Nam, khi mà tôi nghe câu này tôi cảm thấy rất là buồn. Họ dùng cái câu là community, là họ dùng một cái từ Đảng Cộng sản Việt Nam mình. Nhưng mà cái người mà họ ghét, lẽ ra cái người Mỹ đó họ không thích cái người nghị viên này thì họ chửi thẳng cái người nghị viên này thôi. Cá nhân của người đó không thể nào đại diện cho một đất nước Việt Nam được, và cái người đó không còn là công dân của nước Việt Nam. Thì cái người Mỹ trắng, những người Mỹ trắng phỉ báng cái người nghị viên đó, họ không được phép, được quyền dép vô cái người nghị viên kia là của nước Việt Nam mình, đúng không các anh chị? Cho nên là Nhi cảm thấy cái bọn chống đối này á, bọn chống đối đất nước Việt Nam mình á, nó ngu xuẩn, nó ngu si, tự nó làm cho những người xung quanh nó đang sống khinh thường. Họ khinh thường người Việt mà họ khinh thường chính bản thân của những người đó. Tại vì họ, những người chống đối đó họ đang sống tại nước Mỹ, đúng không? Người Mỹ bây giờ người Mỹ khinh thường người Việt. Người Việt ở đất nước Việt Nam mình đâu có đụng chạm tới người Mỹ đâu, chúng ta cũng chả có gì mà lo sợ cả. Các anh chị ở Việt Nam, các anh chị không có tiếp xúc với lại người Mỹ ở bên này, cho nên là họ có coi thường hay là họ nói cái gì thì cũng chả ảnh hưởng tới chúng ta. Nhưng những người mà đang sống tại Mỹ kìa, khi mà làm những cái điều đó, các anh chị cô chú đang sống tại Mỹ đó, các anh chị cô chú nói sai về đất nước rồi để cho người Mỹ coi thường, thì người Mỹ đang coi thường các anh chị cô chú chứ không phải coi thường người Việt Nam.
đúng không? Tại vì dân Việt Nam sống tại đất nước Việt Nam và họ làm, họ mưu sinh tại đất nước của, tại quê hương xứ sở của mình, đúng không? Cho nên là các anh chị đang tự sỉ nhục mình, đang tự sỉ nhục cả một cộng đồng người Việt tại Mỹ, và người ảnh hưởng là cộng đồng người Việt tại Mỹ chứ không phải Việt Nam mình. Đối với một đất nước Việt Nam hiện nay, Mỹ và Việt Nam đã bang giao với nhau làm ăn, thì những người dân Mỹ ở bên này họ có suy nghĩ sai về đất nước mình thì dân Việt Nam mình vẫn tự lập, vẫn tự mình đứng lên tại quê hương đất nước của mình, xây dựng kinh tế tại quê hương đất nước của mình. Họ đang tiếp xúc với lại những người Mỹ bên này, đúng không các anh chị? Chúng ta là người Việt Nam, chúng ta làm bất cứ cái điều gì thì chúng ta hãy nghĩ tới nơi chôn rau cắt rốn của mình sinh ra tại đâu. Bạn có lòng tự tôn dân tộc, bạn đi bất kỳ ở đâu, khi bạn ca tụng về đất nước Việt Nam của mình thì cái người mà đối tác với bạn, họ sẽ tôn trọng bạn trước, họ sẽ đặt niềm tin nơi bạn trước. Tại vì sao? Họ biết được là bạn là người trung thành. Còn khi bạn nói xấu mẹ cha hoặc bạn nói xấu quê hương thì người ta sẽ không bao giờ đặt niềm tin ở nơi bạn. Chị An Nhiên chúc mừng em Phan Tuấn Anh, Tuấn Khanh nha. Em là một người biết cầu thị, thì em cũng chia sẻ là em năm nay mới 18 tuổi thôi. Trước đây thì em có một khoảng thời gian bất mãn, suy nghĩ tiêu cực về đất nước, đúng không em? Nhưng mà cho đến ngày hôm nay, một đứa bé 18 tuổi thôi cũng đã có một cái sự nhận thức, và bây giờ cảm thấy yêu quê hương đất nước mình hơn. Các anh chị hãy nhìn vào một đứa bé 18 tuổi và đang ghi cái câu comment như vậy đó. Vậy thì chúng ta, các anh chị nào trên cái độ tuổi 18 đó mà vẫn còn suy nghĩ tiêu cực về đất nước thì hãy nhìn lại. Hãy nhìn lại chặng đường đã qua của các anh chị. Các anh chị sẽ được gì? Các anh chị thấy rõ mà, hiện tại bây giờ Đảng và nhà nước mình đang ngày đêm tích cực để mà lo cho tánh mạng người dân như thế nào. Mặc dù đất nước mình vẫn còn nghèo lắm, nhưng mà cái tinh thần đoàn kết, các anh chị thấy không? Lá lành đùm lá rách. Những doanh nghiệp có dư chút đỉnh kinh tế, họ đều mua lương thực để mà cứu trợ đồng bào dân miền Trung và miền Bắc, cứu trợ miền Nam. Khi miền Bắc và miền Trung xảy ra lũ lụt, miền Nam cứu trợ ngược lại, đó là mới là người dân Việt sống thấm đượm tình người. Tại sao? Tại vì chúng ta cứu được người nước ngoài thì tại sao người dân của mình không cứu được các anh chị, đúng không? Những người nước ngoài đi qua bên nước Việt Nam mình và không may bị nhiễm dịch thì họ vẫn được hưởng những cái quyền lợi tương tự giống như nước công dân Việt Nam mình thôi. Tại vì sao? Tại vì người dân Việt Nam mình có tinh thần tương thân tương ái, bất kể là người nước ngoài hay người nào, nhưng mà đã là một con người thì chúng ta đều đùm bọc, đều che chở lẫn nhau. Vậy thì các bạn đang nói tiếng Việt, các bạn đi ra nước ngoài, các bạn sinh sống, các bạn nhìn thấy rõ hiện trạng thực tế của xã hội Mỹ như thế nào, đi làm quần quật rồi cũng trả những cái khoản bill. Bạn làm ra có tiền đó, bạn làm 4-5 ngàn một tháng đó, nhưng mà 4-5 ngàn đó bạn đâu có bỏ vô túi bạn hết được đâu. Bạn cũng phải trả tiền nhà, tiền đủ thứ, tiền nhà, tiền xe, tiền bảo hiểm nhà, tiền bảo hiểm xe, tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, tiền xài, tiền ăn, và bạn phải tích lũy ít nhất là hơn nửa tuần để mà mỗi
mỗi năm bạn đóng tiền thuế cho chính phủ Mỹ. Còn ở Việt Nam thì sao? Ở Việt Nam từ nhỏ đến lớn, tôi cá là có những người sanh ra và lớn lên chưa từng đóng góp một cái gì, chưa từng đóng một đồng thuế nào cho chính phủ Việt Nam cả. Rất là nhiều, chứ không phải một vài số. Rất là nhiều nha các anh chị. 97 triệu dân. Nhưng mà tôi cá là cũng phải là 60-70%. 60-70% dân Việt Nam mình sanh ra và lớn lên chưa đến ngày mà quy tiên luôn, chưa từng đóng một đồng tiền thuế nào cho chính phủ cả. Nhưng khi họ về già, họ vẫn được những cái khoản tiền của nhà nước mình cho, tuy là không nhiều, vài trăm ngàn thôi các anh chị. Nhưng mà đó là tiền từ ngân sách của nhà nước ra, tiền từ những doanh nghiệp làm ăn có tiền và đóng thuế. Đâu có giống như ở nước ngoài đâu các anh chị. Khi các anh chị bắt đầu đi làm, kiếm được tiền là các anh chị đã phải đóng thuế cho chính phủ rồi. Mỗi năm đều phải đóng thuế. Đóng thuế cho đến khi 67 tuổi mới được lãnh lại chút đỉnh tiền. Cái tiền đó là tiền giống như bạn bỏ ông heo vậy thôi. Nhưng mà cái số tiền bạn nhận lại rất là ít ỏi. Bạn sẽ không đủ để mà trang trải cuộc sống của bạn trong những ngày tháng già của bạn. Rồi bạn cũng phải đi làm thêm để mà cho nó đủ. 67 tuổi rồi mà còn phải đi làm. Các bạn, các anh chị có biết là ở bên Mỹ này có những người già 78 tuổi, 80 tuổi họ vẫn đi làm hay không? Họ làm trong những cái chợ, họ làm cho trong những cái nhà hàng, rồi họ làm trong những sòng bài. Họ lớn tuổi rồi nha các anh chị, bảy mấy 80 tuổi. Trong khi ở Việt Nam mình, một người phụ nữ, một người đàn ông, đúng không? Cha mẹ sanh con cái lớn lên khoảng chừng 50 mấy tuổi rồi là những người đó đã an nhàn rồi. Những người đó đã an nhàn rồi. Hiếm trường hợp đi làm. Có một số người lớn tuổi ở Việt Nam mình, họ đi bán vé số, không phải là họ túng thiếu lắm, mà họ đi để họ vận động, họ lao động để họ vận động chân tay cho cái sức khỏe của họ nữa. Nhưng có một cái cô đó, con của cô, ngày xưa cô rất là nghèo. Cô đó ở quê của Nhiên á đó. Đó, rồi con cái của cô cũng đi làm và cô cũng đi bán vé số trong cái khoảng thời gian đó, rồi trang trải, rồi nuôi con ăn học, rồi con cái cũng không có học tới nơi tới chốn, nhưng mà được có một cái là hiếu thuận với lại cô, và đi làm và nó cố gắng cho đến ngày hôm nay. Thằng bé đó ngày hôm nay là một người phải gọi là triệu phú, triệu phú, tại vì nó có mấy miếng đất, nó đi làm và bây giờ nó đã mở được những cái hãng xưởng riêng cho nó. Nhưng mà cô đó vẫn không ở nhà, không chịu ở nhà ăn nhàn, là tại vì sao? Tại vì khi thằng bé nó xây một căn nhà ở cách xa phố cho mẹ được ở đầy đủ tiện nghi hết, nhưng mà cái cô đó vẫn muốn đi lại cái nơi mà thổ hàng vi của mình. Cho nên là mỗi ngày cô kiếm cớ bán vé số để chi, đi đường đi bộ cho vận động chân tay. Khi mà Nhiên về Việt Nam, cái Nhiên hỏi cô đó: "Ủa sao sao bác, con của bác bây giờ nó hả, nó em nó cũng nuôi bác đàng hoàng, nó cũng mua mua nhà rồi, nhà đầy đủ tiện nghi hết, mà sao bác lại vẫn đi bán cái này, có phải là cái nghiệp hay là cái gì của bác hay không?" Thì cái cô đó nói: "Bác đi để mà vận động chân tay lao động, còn bán được hay không được nó không quan trọng. Đôi khi cả ngày vậy đó bác bán, bác cũng còn dư lại vài chục tờ, cái để cái tối đi dò rồi xong xé bỏ." Vì họ muốn vận động chân tay lao động. Cái trường hợp đó là ở Việt Nam mình. Nhưng mà bên Mỹ thì sao các anh chị? Họ không đủ cái số tiền hưu của họ, họ không đủ để họ sống. Tại vì số tiền hưu á, nhiều lắm thì 1.000 hơn thôi. 1.000 hơn thì không đủ để cho họ trang trải các anh chị. Bắt buộc họ phải đi làm thêm.
bill bỏng ở bên Mỹ quá nhiều.